Có gai, có gai nữa chứ bà, không phải dẫn chơi đâu. Bữa thảm á, nó về cái nó ra bông, nó rụng lá hết trơn à, rụng lá xong cái nó ra bông. Hai ra bông cái vợ ra lá. Hai. Hả? Nó đâu mà nó về vậy? Nó đi từ nhà này qua nhà khác. Cái này cái gì vậy? Linh sam. Ủa cái gai gì dài, gai gì dài với ta để làm cái gì? Linh sam. Để làm gì? Cây này cây sam ở trên núi. Bức cỏ này. Cây sam ở trên núi nè. Cây này là trị bách bệnh. Ví dụ khi mà mình có một rẻ á không? Tôi thấy cái gai này không? Lấy làm được. À, lấy làm được. Tào lao. Cái này chắc luôn nóng nước uống hả? Ừ, được luôn. Ví dụ như khát nước không? Cái lỗ. Cái nắp á. Bỏ ngực vô đây là được nè. Ăn kỹ nước. Bỏ ngực vô đây là được. Nhật ơi, Nhật ơi, Nhật. Nó sợ nó máu ngốt rồi. Đây. Khánh xin chào tất cả các bạn thân yêu. Nhưng bữa nay thì mấy chị em mình cái lỗ thấy là hôm nay thấy có một cái bụi rau càng cua, mà hôm nay thì trời hết mưa rồi cho nên cái bụi rau càng cua này là bụi rau càng cua cuối cùng của năm nay, cho nên mình phải diệt nó, mình phải tiêu diệt nó cho nó sạch sẽ trước khi nó già. Bây giờ tụi mình sẽ xuống hái. Sáng ngày mình đi chợ mình có mua một cái cục thịt bò. Cái này mập ra chưa? Giòn nữa ha. Ừ. Ôi, nó tươi kìa. Cây này là nó nằm ở trên tuốt lên đây nè. Không có bùn đất gì văng luôn á. Sạch sẽ. Nè. Để nữa bà lấy hộp thử trồng nhéo lên. Bỏ vô nhà kính. Có một đám nè, đám này nó mới bự, đám này mới ghê gớm hơn chứ cái đám đó mà nhầm nhò gì nè. Một cái đám nè thiệt là mê. Bây giờ đó mình cũng như tiền đó trước khi nó già coi vậy chứ nó giòn dữ lắm, nó non eo à. Con sẽ một cái cây bự nhất non eo nhỏ luôn cái gốc. Ê, đó cái cây của con mới mập nè. Ừ, nó mập chưa à. Non eo, non nhóc. Mập còn hơn chị ba nữa. Phải nói là ốm hơn chị ba. Nay nay phải đổi nha. Nay phải nói lại nha, ốm hơn chị ba nha. Tướng con xấu lắm, đừng quay. Trời ơi, thằng Nhật bận cái quần gì kỳ quá đi. Tại sao? Giỡn, giỡn nhầy như vậy luôn nè hai. Tại sao con đưa gì thánh coi những cái thứ đó? Tại sao con đưa vô mặt gì hai cái đó? Gì vậy? Trời ơi, trời giỡn gì tư. Nè, giỡn gì tư. Đó. Đó. Chết chưa, chết chưa. Đừng ghẹo con. Nhớ nhớ chọc ghẹo. Dì Tư ơi. Ôi nhiêu đây ăn không hết luôn ha. Quá chừng chừng. Coi vậy chứ. Thì lỡ hái rồi hái cho hết đi chứ về mốt bỏ này ai ăn. Nói chừng ghê. Ôi ôi. Ngon này, cái này là toàn là tươi xanh luôn á. Tươi không cần tưới. Vô. Khánh xin chào tất cả các bạn thân yêu. Bữa nay á mình sẽ làm món rau càng cua bớt dầu giấm với lại thịt bò xào, mời các bạn cùng thưởng thức nha. Rau càng cua này á là do ông nội mình tồn để lại cho mình ăn, cho nên là mình cứ mỗi năm nào mình cũng có rau càng cua mình ăn hết trơn á, mà mình cũng là đồ ông nội để lại, đồ của ông nội để lại, cho nên mỗi lần mà ăn rau càng cua này là mình nhớ tới ông nội. Nãy giờ đùng đang hồi ngâm muối nè. Nãy giờ không bò ra. Nãy giờ Khánh đâu có thấy đâu mà lại không thấy, không thấy hái chứ không thấy là nãy giờ Khánh không thấy gì. Mình rửa nó ra sau mình ăn cái gì? Đâu vậy mình rửa nó ra sau mình ăn cái gì? Sao đâu? Đây đấy nè. Nó sao luôn rồi.
con dám lật không, con lật phụ chị đi. Đưa nhựa cây, đưa nhựa cây cho chị. Hay đưa nhựa cây cho chị không ơi. Con lật đi, con chịu lật không. Sao nó không có đầu lên nè, nó không cập cái này em bóp chích ngắt gì. Luôn ngực á. Luôn ngực á, luôn ngực em. Ghê không cả. Ngực ấy. Bò lại cái lên. Ừ. Có gì nè, sao mà nhọt. Sao mà, sao mà con. Nó đòi ra cái hùng đó. Nó bò, có bò áo không. Chị Khánh hay chui xuống. Tiền dạy rồi. Tiền lại dạy rồi. Đây em giỏ ngủ một lượt mà mấy này ăn nhầm gì đâu bắt tiền đâu vậy đây sao bắt ra luôn hả thử chơi kìa nè họ nó đứng sao bảy sợ con sâu có lông hay sao hổng lông sao bự á nha sao bự có lông còn sợ ghê dữ vậy ghê bồ luôn ăn nó vậy vậy sao hổng có lông mà bảy hổng sợ rồi sao bự chảng luôn nha sao ra chuối như bị lạt rồi á sao chuối á sao uống nó vậy ta sao lá chuối á sao bá lửa mà bóng mộng á con nó thấy ghê con nó nằm ở trong cái chuối nó phanh toàn lại nó cuộn lại không ha. Thấn không giờ thấy sợ lắm mấy con đó mới ghê ghê hả ghê sợ lắm sâu cam mà vậy chà ba lửa luôn nó cấu cốc còn đi ngang nè nó ăn cốc cốc luôn bàn bàn là con nhột á miễn thiệt á miễn mà bạn sâu là con nhột sâu tùy theo con nè con nào nhột con nào không nhột ghê quá con cá rồi mình ngâm nước muối thôi mà bả ngâm nước muối nó ra ha tại mặn mặn mẹ ngon hay mẹ hả ngon không ăn chua quá ừ nghĩ sao vậy thôi mốt đừng như hai ăn với người ta con ra chua quá còn nữa không không hết rồi chỉ ăn hao dữ lắm ăn chê mà hao nữa mình chê cho người ta đừng ăn nhưng mình ăn chứ cái này cái này nè cái góc này mình tước ăn ngon hơn gì tước tước được không tước được rau răng cua mà tước đó, hả đó để tước biết chừng nào mới ăn giống như rau lan ở thành phố bán á hai là mình phải tước ra mình mới ăn á tước thì biết chừng nào ăn đâu có tước dài ngay gốc tước lên chút thôi chứ cái khúc già thôi ừ khúc già trời ơi cái này người ta ngồi người ta ấp không á mày đâu cũng chó nhà ai làm gì lật là ngọn bí tước tước kìa. Ừ. Chứ nếu mà không tước ăn ăn ít xẹo không? Không tước ăn nó ít. Thì lấy cái non không thì nó ít, nó còn lại ít bông. Không, bông. Không tước mà ăn á. Nhai không nổi. Nó già. Bông. Nó già mình mới tước vậy. Bông. Nó non mình đâu cần tước gì. Bông. Giống như con nhút vậy. Con nhút mình con nó già mình cũng tước vậy. Cái tè tè. Cái tè tè nó sâu. Nó thấy nó hỏi nó sao đâu ta? Nó tẹt cái mà đó nè, đâu thấy. Trời nãy còn quơ tay nữa. Quơ tay rồi đâu thấy. Bông. Cái bạn áo màu xanh luôn ha. Nó dính vô đâu thấy. Bông. Bông đi qua. Bông. Giờ kêu nó nói bông mà nó lắc đầu à. Kêu nó bông đi con. Bông. Trời ơi ghê sợ. Bông, nó đi con bông. Giờ Khánh sắc thịt đò. Bông. Sắc rồi ướt bông chứ không có được ưa bông bông không phải gì ốc bỏ hậu con sâu lá sâu bông 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 sâu lá sâu bông 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 sâu được không nói gì cậu được ừ. Ừ. Ừ.
hồi sáng mình đi chợ mình quay con thạch to đó. Gì dữ hả? Gì con? Giờ mình xách mỏng mỏng ra mà sao xách kỹ rồi ta? Ta nó không dính lại gì trơn á. Cụm đầu gì hai? Cụm đầu gì hai? Cụm đầu gì hai? Cụm gì hai đang cầm con dao này nha, cụm vô. Cụm vô. Dì hai đang cầm dao nhọn lắm nha con. Tội vậy? Tội vậy? Tội á. Ủa ai? Bữa nay cha hỏi nay ra con mặn gì sao chị không thấy cha đâu hả? Con sao? Rồi. Ủa gì ổng ngồi ngủ với ghê rồi ổng ở dưới luôn hả? Rồi ổng có về nhà không? Lâu lâu mới về. Ủa sao chị thấy cái ông mấy ông bơm cát đây sáng nay chịu về gì mà? Ủa tối đi chứ, chiều đi sáng về chứ, chiều đi sáng về. Đi xa quá. Vậy hả? Học nghe vậy cha con đi nhiêu tiền? 300. Ồ vậy là đi xa hơn rồi. Mấy ông bên cát ở đây có 250 hả? Ôi thằng nhóc, ủa tối vô miệng. Xà lan mà. Ủa vậy hả? À xà lan bự đó hả? Mà đi một ngày đi ghe hả? Nói chung là xà lan hả? Hai xà lan. Thì có thể đi hai xà lan. Là cha nói là đi là ông thích nguyên đêm luôn đó. Mỗi ngày nguyên đêm thức mấy đêm không ngủ á. Em tạo cát mà. Canh ghe rồi. Vậy là cha cứ niên tạo phải không? Ừ, cha cứ làm nghề ăn. Canh cát rồi nữa đó. Cha ngốc đi làm nghề ăn. Hành nghề ăn tạo. Ở dưới có khi chạy có lâu lâu chạy hai ghe. Mà gì ghe hai xà lan? Ừ, hai xà lan chạy hai chiếc á. Ừ, hai chiếc xà lan phải không? Bạn xà lan bao nhiêu khối? Biết không? Hình như 30 khối. Gì xà lan 30 khối? Cha nói 30.000 khối vậy. Mẹ hỏi mẹ coi. Cha nói cái ghe đó bơm 6. Ủa bơm 10 triệu á. 10 triệu là 10 coi một khối, 30 khối hả? À. Khối 80 ngàn. Khối 80 ngàn khối 8 triệu. Ngàn khối. 100 khối 8 triệu, 120 khối. Cha lan cái xà lan nó bự luôn cái ngọn này. Cha lan dài xuống là 10 mấy mét. Vậy hả? Ông xích làm gì có tiền mua cái xà lan đó. Mày vô viên tự giá miệng mình để lên. Ngồi ông xích ông ăn cái gì vậy? Cái miệng hơn. Xà lan lâu rồi mà. Xà lan lâu rồi mà. Không, chị nhớ là lúc đó đâu bự dữ vậy. Sao nó bự hơn cái nhà. Bự hơn cái nhà là bự dữ lắm, là loại bự luôn á. Thì xà lan thì có loại 1 tỷ cái đó. Nghe anh hai chị hai nói vậy đó. Cái xà lan chạy chạy ngoài sông bằng sắt á. Nếu mà mới mới mua hiện tỷ nha. Cái bán dây chai cũng được 500 triệu luôn á. Ờ bán tiền sắt không được 500 triệu. Thiệt á. Cá. Tại mình thấy vậy á. Thấy ở trên mình thấy vậy chứ mình vô xà lan. Vô tông á, thấy cái lồng nó sâu mà nó bự bự như cái nhà mình vậy. Thử nghe. Gì vậy Nhật? Con đem mẹ lọc tỏi nè, đem tỏi lại mẹ lọc rồi Nhật. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó mẹ Nhật. Nhật à. Minh Nhật. Tiền ai ướt rồi tiền. Chế vô miếng dầu rồi tiền. Dao này dao nhọn, dao nhọn này dễ chỉa nè. Chứ khó sắc luôn. Nhật. Ngày mai á đi chợ mua cái bảo hiểm nhân tiền. Bảo hiểm gì? Nhà cưng mua bảo hiểm hết chưa? Không có trai như vậy. Bảo hiểm gì? Bảo hiểm ấy á. Bảo hiểm y tế á tiền ơi. Bảo hiểm y tế cả nhà hả? Ừ. Giờ nhà mình mua hết nha. Ừ. Tại gần Tết rồi. Mua đặng ăn Tết. Nói chuyện gì cũng hiểu gì. Nói chứ mua bảo hiểm hồi lâu qua hổm nay. Hồi năm á phải không? Năm. Ừ, bảo hiểm năm á. Lâu rồi nhà mình chưa mua, nhà mình hết hạn rồi. Hồi đó đứa tương đâu hai? Rồi, ướp vô đi. À, rồi ướp miếng dầu. Rồi, được chưa? Rồi. Ướp vô đây một miếng thịt bò, một miếng dầu đừng bỏ muối nha.
Cái chị ấy à? Tự nhiên ướp vô đây một miếng thịt bò, một miếng dầu. Dạ cho đó, mẹ cứ tỏi nữa. Một miếng thịt bò. Nè, ốc. Để mẹ cứ tỏi đi sao? Nói nó cứ nghe hả? Đây. Lấy hai củ, lấy hai củ lên đây nha. Giống rồi. Lấy hai củ lên đây. Đưa cho mẹ. Đưa cho mẹ nè, không có dục, lấm lên. Để mình ngăn rồi. Đưa cho mẹ. Đưa cho mẹ. Ờ, giỏi quá. Cảm ơn. Còn củ nữa kìa. Còn củ nữa kìa. Nhất. Cầm cục nữa kìa. Đó nè. Con làm cộng cục lụm cho mẹ nè, để cháu nó ăn. Để nó con. Lụm củ tỏi nha. Đi đây. Ừ, lụm đi con. Lụm đưa cho mẹ. Ờ, nó hiểu rồi. Ờ, lụm đưa cho mẹ. Giỏi quá ta. Ừ, cảm ơn Nhật Nhật nha. Ôi, nó hiểu không ta ơi. Nó hiểu lắm trời. Nó biết hết trơn là tại nó bị nhận, nó bị chậm nói. Thiệt mà, nó cứ nói bị chậm nói không biết hả? Biết đi trước mà biết nói sao. Có đứa không? Có đứa không? Nó chậm biết đi đó. Mâm 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 nằm nằm cả. Không được. Không được. Không được. Khát nước rồi vậy không? Ừ, nó khát nước rồi thấy không? Nó khát nước, nó đòi thấy không? Con khát nước không? Khát nước không? Ừ, khát nước không? Mẹ lấy xong nước nha. Khát nước rồi. Cái này không có uống được, cái này không. No, no, no. Rồi, bỏ vô. Đó, anh lấy mẹ đó. Có người cũng vô nhà vô cửa hết chứ. Điện. Ừ, ngày hai đứa nít nó la con mệt tao. Con ai ăn tiện lại như con nó à? Mệt chứ con đó. Ai không giữ, con giữ luôn rồi. Gì? Con ai hay có giữ đâu, con giữ luôn rồi. Gì? Gì? Nói gì vậy? Thì nói gì đó. Đây là mè, mè ruột. Rồi bây giờ dung với ốc, gan mè. Đặng hồi mình để lên cái thịt bò cho nó thơm. Chở nó rồi nhà bỏ đi ha. Bỏ vô vô. Đảo thiệt là nhanh tay luôn. Chính nó dễ, cái thứ mè này nó dễ khét dữ lắm. Ồ, mà bãi đứng cầm cây đứa nào lì mà bãi quất nha mà bãi. Quất ngay đít tới nha bãi. Quất chay đít nữa chứ. Sao mà người ta lấy ruột cái này, người ghê lắm. Không. Còn hơn gôi điện nữa. Mè ruột. Gôi điện. Quất kêu chách 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 vậy. Làm như quất luyện thú à. Hồi đó là ta bao thảo mà nó quất gôi điện. Vậy hả bãi? Hỏi đưa chén đá hỏi sai không? Điền sai không? Sai gì? Đưa chén đá vô mặt hỏi sai không? Sai. Cái vàng này nè, nhanh thì ghê luôn không? Ngực khoái leo lên đó, hồi nãy cũng leo lên đó, giờ cũng khoái leo lên đó. Ôi, nữa hả? Nhờ leo lên đây nè. Ủa rồi, sao chị có này dễ hả? Nó tìm. Nhanh ghê luôn. Được rồi hả giùm? Được rồi, nó vàng nè hai. Nhanh lắm. Nhanh lắm, cái thằng nhanh dữ lắm nhanh. Nãy tháng tươi à. Cái giờ nó đưa lên dầu nó phóng phóng. Cái này có dầu nhiều nè. Gọi là dầu mè. Tiền ơi. Hả? Bữa nào Úc ơi cho Nhật cho tiền ơi Úc ơi. Vậy thấy gần nên cho nó đi không? Xuống em cũng không dám bỏ nữa, sợ nó chảo còn nóng á. Hai, con Út cho con Nhật hay cho tiền mua sữa cho không? Vậy? Con Út mà hàng Út nó cho Nhật cho con, thì hai cho tiền mua cho sữa cho Nhật. Nguyễn Vy lấy gì bố? Chứ con đâu có sữa. Nguyễn Vy lấy gì bố? Mua gì dùm heo, đậu đen ăn cho chó có sữa. Hay hái đợt cho Lan kìa. Hoài cũng có sữa. Không ăn được, cái này không ăn được. Không có ăn được. Ừ, gì quá. Đây là cái chén giấm. Rồi còn cái này là dầu. Dầu mè. Mình bỏ dầu mè vô cái nước giấm luôn. Nãy giờ tưởng nước mắm. Rồi mình để vô đây một miếng muối cái này. Đổi ngược đầu lại. Úp, mở cái đường lên cho. Mình để vô đây một miếng muối. Hết thôi. Nhiều quá không được. Với đường thì nó nhiều hơn muối nhiều luôn. Đường nhiều đặng hồi nó kìm nước giấm lại chắc vậy được rồi quá. Cái này là mình làm dầu giấm nhưng mà không biết có đúng hay không,
tỏi á, thì lát nữa mình phi ở đằng kia rồi mình để lên sau. Còn giờ mình làm cái dầu giấm này trước để cho nó tan ra, trong lúc mà mình chuẩn bị mình xào thịt bò. Nhưng mới này có bỏ ớt gì không đâu? Ngay hết ăn cay thì bỏ ớt, nhưng mà thường thì mấy cái salad dầu giấm thì không có ớt, chỉ có chua với ngọt với dầu giấm thôi. Ủa giờ lộn dầu mè chua chua với hả? Chắc phải giấm hay bỏ đường nhiều hơn. Chua quá chị chuyển nổi luôn à. Giấm chua, giấm chua à? Có cần đổ nước giấm nó ra bớt không? Hồi đổ nước giấm nó ra bớt thôi chứ nhiều 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 nước giấm quá để ngồi để hết cái đường này cũng còn chua luôn. Sẽ bớt dầu lại để nè. Mẹ 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 bỏ vô nữa nè. Con cho mẹ nãy, cảm ơn con nha. Giấm là chua giống cút giấm mà. Hay giấm chua là tại vì do người nuôi không có bỏ đường đó mà bạn. Ừ, của bà lại không bỏ đường. Có, mà bỏ đường nhiều lắm. Nuôi kiểu hả? Mà không bỏ đường thì nó chua lè, chua ơi găng luôn á. Mà bỏ đường giấm mà ngon lắm. Vậy hả? Ừ. Ê. Sao bà bãi vậy? Mà giấm mà để nước dừa nó mới ngon. Nước dừa giấm bị đục. Giấm đó, giấm nước dừa là giấm nuôi ở Tết mình làm như kiểu không đẹp. Vậy hả? Ừ. Được chưa vô nó nếm thử. Ốc cưng nếm cho chị nếm không được á. Chua quá chị nếm không được. Được rồi, hai được rồi. Ốc kép bép bép kìa. Chị sợ chị nếm được. Chị sợ chị cắn. Ốc đang thèm chua. Cái gì giấm nó kỳ quá. Cái này đường tan rồi. Làm như cốt giấm luôn á. Biết cốt giấm không? Dạ không. Cốt giấm người ta để người ta người ta gì cốt giấm người ta để người ta làm thạch dừa. Vậy hả? Ông gầy nha con. Ông nội của chị hai gầy con á. Giấm của mợ ta nó chua dịu chứ đâu phải chua gì kỳ. Nó chua này nó chua quá thôi. Này nó chua nó chua gì kỳ không? Được rồi ha. Đường tan này là được rồi. Nè mà có dầu mè nè nó mới thơm nó mới ngon nè. Chứ mình làm dầu ăn nó đỡ lắm. Nhật à. Rồi mình đi lại lắng sợ tò nữa là xong. Chuẩn bị ăn. Đi Nhật. Cái này là mỡ nè. Đây là mỡ. Rồi bây giờ thì ở trong đây có tỏi, lấy phân nửa tỏi này thôi, dùng phân nửa tỏi này thôi. Đặng mình phi cái tỏi thì mình lấy cái tỏi này mình trộn chung với rau càng cua. Trời mau quá ốc ơi. Đây đây. Đóng trái dễ về em đứng đây mà. Đứng thật trái chứ. Lượng quá. Ủa cái dĩa ra đâu rồi, mất tiêu rồi. Không số à, không số, no. Tắt mà lại. Giờ mình bóp rau cần cua với lại cái dầu giấm hồi nãy. Chua không? Chị sợ chua quá thôi. Chị bị đau tử á. Chị ăn chua, chị ăn chua không được. Nếu thịt bò có ớt đường không? Dạ. Thịt bò có ớt đường, ớt miếng đường với thịt bò. Nhưng hồi nãy tiền mình... có, tiền ơi nãy có thịt đường với thịt bò không tiền? Thịt bò hay ớt miếng đường á, miếng ngon. Chị chút nữa chị nào hánh xào hánh bỏ vô. Bà cái thịt bò trải lên đây có nước ấm nữa mới chua nè. Xào bò thấy ớt miếng đường cho nó ngon. Rồi mình bớt ra cần cua cho nó dập dập rồi. Hồi nãy thì ra cần cua mà bãi viên ốc lạc thì chút nữa mà bãi viên ốc ăn. Ai sắc thịt bò người đó ăn thịt bò hả? Rồi ai sắc thịt bò người đó ăn thịt bò. Rồi để đây đi. Rồi mình lại mình trộn dầu tỏi vô cái này nữa cho nó thơm. Đây giờ mình chế cái dầu tỏi này vô trong cái dầu cần cua này cho nó thơm. Rồi, bắt lên luôn vô. Giờ mình làm cái khác nữa. Cái lửa giờ để nó bật cho. Có đi. Nè. Có không?
Nhật. Đâu cái gì đâu kỹ nè. Kìa hai cái cùi kìa hai. Cái cùi này đâu hả? Em lấy trên đây nè. Cái cùi này chụm thơm dữ lắm nè. Chụm khói thơm luôn. Nổi gì vậy? Nghi ngút mà thơm luôn không phải? Nổi gì? Mình lấy gì thơm lắm không chứ? Thơm. Thơm nổi gì? Thành phố. Đi chạy vô lấy thêm miếng đồ nó bỏ vô hộp to. Nổi gì? Đứng đây nè, nhấp đi. Hai ơi, hả? Vàng em bỏ luôn vô luôn nha. Đứng đây, hả? Vàng, vàng, tỏ vàng em bỏ vô luôn nha. Vàng gì? Bỏ vàng vô hả? Bỏ. Rồi bỏ vô mấy ăn đây. Bỏ miếng đường vô nè. Này phải lửa lớn mà phải xào nhanh. Hai chậm lửa lớn nên xào nhanh. Nó mới hổng ra nước. Chứ mình xào chậm nó ra nước mà nó dai nữa. Rồi, chậm vô này. Bung bung vậy nè, bung bung nó ra rồi nè, nó ghê. À, hàng tái được không? Thôi mình vậy thì được rồi. Hả? Chưa, còn đỏ. Thôi. Khánh không cho ăn thịt sống mà bảy ơi. Tại lên người ta làm bò bắp thấu cỡ vậy nhất luôn ạ. Bò thấu. Bò gì? Bò bắp thấu. Ờ, không ăn được. Đi. Mình làm mà tái tái vậy nè, ăn nó ngọt mà nó không có dai. Chín quá nó dài em. Rồi được rồi ha. Chua chút chín ơi. Lật quá chín nó đỏ xuống như vậy. Nè đỏ đỏ nè. Để sống sống ăn ghê lắm. Nghe bụng chỉ yếu dữ lắm. Tôi không đâu sống được. Ba nhưng mà phở em đâu khi nào em đi vô quán mà ăn tái đâu, không bao giờ. Tại vì ba để thử coi. Tại vì cũng không có khi nào đi ăn phở. Cái chuyện ngồi ra lớp kìa. Không ăn bún bò. Ăn không. Rồi được rồi, vô mà nhắn 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 nhắn. Ốc ốc. Nào. Ở đây em để ra không lấy gì nữa. Rồi để chứ. Chị để xảy ra dĩa rồi bỏ tóm mấy thứ này với nhau nữa xong à. Ăn đi ăn đi. Ăn đi ăn đi. Ăn thử cái này rồi. Thơm quá nè. Nè thử cái này nè. Xuống đây phải không? Thử cái này lại cái nha. Cái này nãy tiền liêm gì rồi đó. Có đâu liêm gì đâu, chỉ bỏ có hai ba hậu hạt liêm với lại dầu ăn thôi chứ đâu liêm gì nữa. Hàng gì nó đặc nhất. Không liêm liêm gì sao ăn. Thì giờ sao? Thì giờ bỏ hạt liêm hạt liêm vô với miếng nước tương vô. Ăn chút xíu. Ăn hết rồi không? Bỏ muối vô đây dai lắm, không được. Nó ngọt chứ không phải là nó lạt, nó ngọt. Bỏ tay nãy bỏ đường á, bỏ giờ bỏ miếng hạt liêm vô. Muối. Hạt nêm. Muối đứa hạt nêm vậy. Hạt nêm bỏ dai. Nhưng mà hạt nêm bỏ ngon hơn. Thì muối bỏ mới dai. Vậy thì bỏ hạt nêm. Bỏ hạt nêm nè. Mà này mỏng lét vậy ăn không khi nào dai. Dạ. Thịt bò này mỏng lét đâu dai. Nó không dai. Ừ. Chút xíu hạt nêm nữa là được rồi. Chút xíu hạt nêm nữa đi. Vậy nãy nó ướp thịt bò. Người mè đâu không để vô. Vậy đã nói chứ. Vậy tiền ớt hạt mè. Chắc lên hả? Không thào chung miếng hả? Nãy hỏi chị có ướp thịt bò không? Chị là có để hạt nêm rồi. Thì chị nói chị có để hạt nêm rồi. Đây chút xíu hạt nêm nữa rồi. Rồi tổng anh đi vô nó còn nóng nè. Thôi ớ. Vậy mà ra nước nè, hay không? Rồi lấy cái mình lấy cái dĩa cái mình đổ ra cái mình đăng ký cái mình ăn nữa được rồi. Ơi giỡn với tôi nữa. Sao lên sao lên sao lên sao lên. Dĩa này đúng không? Ừ đúng rồi. Rồi giỡn là thấy không? Vẫn ngay đó. Ok được rồi, được rồi. Chết, chị hết. Được rồi. Hồi dinh hết. Không nổi. Không nổi tả. Kinh nổi. Rồi hai, sao rồi hai, hai. Đây để mè, để này. Lạ. Cái tỏi hiện hồi nó thơm lắm. Thơm này là nhờ cái tỏi nha, phi đi. Mình con mình ngồi đây nha. Rồi. Bươi bươi ra, bươi bươi ra, từ từ. Cho thịt bò vô cái chén giữa nó nằm nè. Đó, đúng rồi. Úc, Úc, anh Nhật Úc. Để hồi nó đổ vậy thịt bò Úc. Rồi, tiền gấp mẹ. Vậy hả?
ảnh nó nhựt kìa, ảnh nhựt kìa. Bà này cái kìa. Để ảnh nhựt ra để gì, để té gì, để đổi gì bò. Chứ nữa. Cái này mình còn thiếu gì nữa ta, thấy thiếu quá mà. Thiếu màu đỏ. Thiếu á. Không. Nè cái bông để lên. Ớt. Hành. Hành hả mà bảy? Ừ. Đu rồi, đu rồi. Bà hơi lật một cái. Đổ với thịt bò của tôi nha. Ớt nữa là không rồi. Hành nữa hả bảy? Nếu nãy xào miếng hành vô nó ngon. Hành tím nó sắp đập dập dập để vô xào ngon. Vậy thì thiếu rồi. Đây là rau càng cua với thịt bò bóp dầu giấm. Mình mới vừa làm xong, mời tất cả các bạn nha. Rồi cái này lấy cho mẹ đi. Đó 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 đó. Trời ơi. Mẹ à. Những đứa nó theo Vi không à? Này cũng vậy. Cũng vậy. Út ơi ăn nè Út ơi. Ủa này của mẹ nè. Sao nó chén gì vậy? Con Út. Hả? Thiếu không? Đâu có thiếu đâu. Đúng rồi. Ăn rồi. Ủa? Chị Dung nữa. Chị Dung. Ừ đúng là chị Dung nữa. Rồi mời tất cả các bạn nha. Lên. Rồi Dung vô ăn đi Dung. Lấy nha chị tiền nước chứ chắc đi. Lên. Út lắp đi. Rửa đâu? Ốc lấy rửa nhặt ra không? Quên, thổi. Tự nhiên cái cầm thổi. Nhưng lấy nó bé rửa tắt. Cái này của giòn không sợ luôn. Chua không phải? Cái này của không chua. Chua. Nhật năng thịt bò được không ốc? Nhai, 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 ăn con này. Nhai, cái này cua này không ăn đầy đủ thứ bệnh nào. Mẹ chị hả bạn? Ta mua về người ta làm chậu, làm thành mút rồi ta gieo ăn dữ lắm. Bà bái ơi, ta dịch dịch. Hổng, hổng có chua vừa ăn dữ lắm. Mà thịt bò cũng hổng có dai nữa. Cái này mất ông học thì em gieo khẩn chậu rồi. Mà phải xuống đây nè gieo mà bạn. Gieo chậu ấy dành ăn. Nó giòn mà ngon. Mới đầu nghe mùi đầu nhưng mà ăn riết quen thấy thơm. Cái này rau càng cua nè, với tàu nè, với lại cái lá lốt bà con với nhau. Cái này mua rồi ăn hơi mùi giống nhau. Ăn với cháo vịt cháo gà giờ cũng ngon lắm. Khỏi ăn giá. Đây là cái mùa cuối cùng trong năm. Vừa qua năm sau mình mới có mình ăn tiếp nha. Hôm nay hết rồi. Ngộ là. Thì trời mưa nó mới lên. Cái này mình không cái... mà mình tưới nước thì nó cũng lên phải không hả? Mình tưới nước của mình như thường. Mà tại này nhà mình không có tầm. Mẹ hồi đó ông nội tầm hay là nó tự mọc rồi mẹ? Tầm á. Ông nội không có được nha, ông bước băm ở đâu cũng gì ông gãy rồi lên tới vợ hoài. Tính ra là mấy 30 năm có rồi mẹ. Không có. Ừ? Ông nội mấy trái này nè. Năm 97. Từ hồi chị hai còn nhỏ. Từ hồi con còn nhỏ là đã có rồi mà mẹ nói gì vậy? 21 năm rồi. 21 năm là sao? 21 năm là ông nội chết, 21 năm. Ông nội mới ông lẽ ông nội là tầm trước khi chết con năm. Phải không bà bảy? Ông nội chồng trước khi đẻ chị hai nữa mà. Ông nội tầm trước khi có con nữa. Ông tầm đâu ông ăn đó, thì thời gian ông mới chết. Ừ. Gai á, ông cũng bứng, ông sinh tan bội, ông bứng nhiều có bông, ông cầm, ông mở, tới giờ con. Ừ. Mỗi lần ăn rau càng cua là nhớ tới ông nội. Không ăn không nhớ tới. Không khi nào nhắc ổng. Ngồi gai cũng ổng cũng tầm mà ăn tới giờ luôn á. Ông nội của mình hồi còn trẻ thì mình không biết, chứ hồi ông nội mình già thì mình mới biết nội. Còn Dung với Tiền, Tiền thì không biết, Tiền mới có 6 tháng còn ẩm bàn tay. Ừ. Ông nội mình với ông ngoại mình hai ông hiền giống nhau. Phải không ạ? Ông nội bệnh
Ngoại còn hát nguyên chất. Ngoại xuống thăm. Ngoại nói xuống mua về chơi bia uống. Cái ngoại ra ngồi chơi vậy chứ trong mình bệnh mà mình thấy rồi. Mà bà làm gì cười với mà bà. Chắc thì mọi ăn luôn. Chắc thì mọi ăn luôn. Nhớ. Mẹ kêu chứng cho mẹ. Ăn cái này chắc cũng bổ lắm nè mà bể rồi. Mà cái hộp nó có chút xíu rồi ha. Cái này người ta đi nước ngoài cái người ta đem theo được nè mà bà. Em giấu rồi em lén á. Ăn hết trơn vậy rồi. Ăn hết cả cần cua rồi hả? Ngon dữ lắm, ngon bởi vậy hết trơn. Giòn giòn như giá. Như nó có mè hả? Cái nước nó hấm vô gần con ngon. Mà bảy nãy mà bảy làm gì mà bảy cười đỏ mặt chưa? Mà ướt vừa ăn nữa. Ngon hả? Cái cọng nó giòn nè, nước bập 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 ra luôn. Cái thịt bò này tại vì Khánh không có bỏ dầu hào vô Khánh xào cho nên nó ra cái màu trắng trắng, với lại Khánh mua thịt thịt bò tơ đó mà bảy. Nó không có đỏ. Mà được cái thì nó mềm. Mà được cái thì nó mềm. Thịt thèm nhưng mà chỗ thịt thân nó tấn, thịt ngay đùi mới đen. Dạ hả? Clip của Khánh đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu như các bạn thấy thích thì nhớ like và chia sẻ cho Khánh nghe. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ.